À, mọi người thấy cái phun xương tạo ẩm này hay không? Cái này có thể bỏ tinh dầu vào đây cũng được. Đây, này là cầm tay mang đi rất là tiện. Thì cái này là tháo vào cái cốc nước hoặc cái bình nước nhé. Đấy, cái này là cầm tay này, cắm điện từ cái cổng USB 5V 2A. Cái này thì nó có hai khớp ở đây này, có thể rút ngắn được, bùa bùa bớt cái đoạn ở dưới này đi. Để đoạn trên tầm hơn 10 phân thì thả xuống cốc ngắn. Còn nếu mà thả cốc cốc cao thì nối hai cái cho dài. Đấy. Thả xuống. Đấy. Bỏ tinh dầu vào đây, phun rất là thơm. Đây, có quạt, cái quạt này là cũng rất là hay này. Đây là quạt để bàn mini. Nhìn nhỏ như này có võ đấy, gió rất là mạnh luôn. Để sau cái phun sương này thì rất là mát luôn, không cần phải bật điều hòa. Nó có ba nấc gió, một nấc một này, hai vừa này, vù vù luôn đấy, rất là mạnh luôn. Để cái phun sương này ở đây mát luôn. Ở đây có cái phun sương nhỏ nhỏ này. Đây là cái lọc khử mùi mọi người nhá. Cái này là lọc khử mùi kiêm phun sương. Cái này thì là dùng trên xe hơi hoặc là ở trong nhà cũng được. Ở trong nhà thì người dùng ở phòng ngủ hoặc là phòng làm việc thì nó sẽ là lọc cái không khí, cái bụi thì nhỏ ấy, thì ở trong không gian ấy, thì nó sẽ lọc và nó qua cái màng lọc này. À, đây cái màng lọc này. Nước thì để xuống dưới ở đây. Nhìn thấy chưa? Cái lỗ này là lỗ phun sương tạo ẩm. Đấy, nó ba chế độ. Đấy, phun sương. Nó ba chế độ này. Auto này, quạt này, phun sương.